chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của cầu thủ Đỗ Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dũng được coi là một trong những tiền vệ trung tâm ổn định nhất Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Đỗ Hùng Dũng sinh ngày 8 tháng 9 năm 1993, biệt danh là Dũng Chip, là một cầu thủ bóng đá Việt Nam. Trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội FC, hiện anh cũng đang chơi cho Hà Nội FC ở vị trí tiền đạo trung tâm. Anh là chủ nhân của quả bóng vàng năm 2019. Đỗ Hùng Dũng sinh tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. Khi 9 tuổi, Hùng Dũng sớm bộc lộ năng khiếu chơi bóng, nhưng anh bị bố nhiều lần phản đối theo nghiệp cầu thủ. Dù vậy, mong muốn thành cầu thủ của Hùng Dũng được mẹ ủng hộ. Cuối cùng, anh được sự đồng ý của cả gia đình gia nhập lớp năng khiếu của Hà Nội. Năm 2011, Đỗ Hùng Dũng được triệu tập vào U17 Hà Nội, TNT. Kể từ đó anh thể hiện mình ở các giải đấu trẻ quốc gia. Năm 2015, Hùng Dũng cùng U21 Hà Nội, TNT giành chức U21 quốc gia và anh được bầu chọn vào danh sách đội hình tiêu biểu của giải đấu. Cũng trong năm này, Hùng Dũng thi đấu ở giải hạng nhất cho câu lạc bộ Hà Nội. Vào ngày 4 tháng 4 năm 2016, câu lạc bộ này di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh và đổi tên thành câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn. Anh đóng góp 2 bàn thắng giúp đội tuyển giành vé thăng hạng chơi ở League 2016. Năm 2016, Hùng Dũng được gọi vào đội 1 Hà Nội TNT. Đây là mùa giải V-League đầu tiên của Hùng Dũng, cùng anh đóng góp 4 bàn thắng giúp Hà Nội TNT lần thứ 3 đăng quang vô địch tại giải bóng đá quốc gia năm 2016. Những mùa giải sau đó, Đỗ Hùng Dũng trở thành một trong những mắt xích quan trọng giúp đội bóng thủ đô đạt được nhiều danh hiệu. Đỗ Hùng Dũng được đánh giá là một trong những tiền vệ đánh trận xuất sắc nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại, không chỉ ở khía cạnh phòng ngự mà còn cả lối chơi bóng cực kỳ thông minh của mình. Khác với những tiền vệ phòng ngự thông thường, lối chơi của anh thường đặt nặng đầu óc, kỹ thuật cá nhân và thường hiếm khi phải dùng những pha bóng thô bạo để đoạt lại bóng. Nhãn quan chiến thuật, khả năng đọc trận giúp anh có thể kiểm soát bóng, cầm nhịp, phân phối bóng cho các vệ tinh xung quanh mình, giống như một tiền vệ kiến thiết lùi sân. Trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội TNT, nên Đỗ Hùng Dũng cũng là một trong những người hiểu rõ và nắm bắt được triết lý mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang xây dựng cho câu lạc bộ Hà Nội TNT. Cựu huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam, ông Calicho từng nhận xét về Đỗ Hùng Dũng: nếu bạn xem trận đấu, bạn sẽ không thấy Hùng Dũng ở đâu. Nhưng khi bạn xem Hùng Dũng chơi bóng, bạn sẽ thấy cả cục diện trận đấu. Tầm ảnh hưởng của anh là không thể bàn cãi khi anh là một trong những trụ cột của cả câu lạc bộ Hà Nội TNT lẫn đội tuyển Việt Nam. Tại giải đấu AFC năm 2017, vượt qua các đồng đội ngoại binh chất lượng, Hùng Dũng ghi 4 bàn thắng trở thành cầu thủ có nhiều pha lập công thứ hai cho câu lạc bộ Hà Nội, tiền thân là Hà Nội TNT ở giải đấu sau này. Văn Quyết, anh được trang thể thao Xbox bình chọn là đội hình tiêu biểu vòng bảng AFC Cup năm 2017 khu vực ASEAN. Tại vòng bảng AFC Cup 2019, Hà Nội FC đã lập chiến thắng đậm nhất trong lịch sử AFC Cup khi vượt qua câu lạc bộ Nagawa với tỷ số 10-0. Đỗ Hùng Dũng là người nâng tỷ số lên 5-0 từ cú sút ngang vạch 16m50 trong chiến thắng kỷ lục này. Năm 2012, Đỗ Hùng Dũng được huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc gọi vào danh sách đội tuyển U19 Việt Nam tham dự vòng chung kết U19 châu Á 2012. Năm 2015, Đỗ Hùng Dũng được huấn luyện viên Miura điền vào danh sách đội tuyển U23 Việt Nam dự ASEAN vòng loại U23 châu Á. Năm 2018, anh là một trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam tham dự ASEAN. Anh được thi đấu cả 3 vòng bảng. Tuy nhiên, ở trận đấu cuối, anh đã gặp phải một chấn thương ở cuối hiệp 1 và được thay bởi Phạm Đức Huy. Anh đã phải chia tay đội tuyển và về nước sớm để điều trị chấn thương. Tháng 10 năm 2018, Đỗ Hùng Dũng lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam sau 3 mùa giải thi đấu tại V-League. Ngay trong năm đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia, anh đã thành công cùng các đồng đội chức vô địch tại AFF Cup năm 2018 và tiến vào trận tứ kết của ASEAN Cup 2019.
Tháng 11 năm 2019, anh là một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi. Người còn lại là cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng, được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng lựa chọn bổ sung cho U22 Việt Nam tham dự SEA Games 2019 vì sự đa năng và nền tảng thể lực tốt. Sau khi Quang Hải bị chấn thương, Hùng Dũng là người tiếp quản chiếc băng đội trưởng của U22 Việt Nam. Từ trận đấu với U22 Singapore, anh chơi nổi bật và góp một bàn thắng trong trận chung kết với U22 Indonesia. Trước đó là một bàn với U22 Lào, để rồi cùng các đồng đội lần đầu tiên giành được huy chương vàng môn bóng đá nam tại sân chơi khu vực. Ngày 23 tháng 4 năm 2019, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tổ chức đám cưới với cô bạn gái xinh đẹp Triệu Mộc Trinh. Huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Jong-jin đã có mặt từ rất sớm để chung vui với cậu học trò sinh năm 1993. Đỗ Hùng Dũng luôn được biết đến là người kín tiếng trong chuyện tình cảm. Anh thông báo kết hôn trên mạng xã hội chỉ vài ngày trước khi chính thức lên xe hoa, khiến không ít đồng đội và người hâm mộ bất ngờ. Cô dâu xinh đẹp trong ngày vui của Hùng Dũng là Triệu Mộc Trinh, 22 tuổi, quê ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang và đang học năm cuối trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Khi tổ chức đám cưới, Mộc Trinh ít khi xuất hiện công khai cùng Hùng Dũng. Lần hiếm hoi hai người đi cùng nhau là khi cô ra sân bay đón anh trở về sau chấn thương ở Đại hội Thể thao Châu Á năm 2018. Sau một thời gian dài tìm hiểu, đám cưới của Hùng Dũng và Mộc Trinh trở thành cái kết ngọt ngào trong cơn mưa, chúc phúc của các cầu thủ và người hâm mộ. Anh hiện đã có một đứa con trai đầu lòng vào ngày 29 tháng 10 năm 2019. Tối ngày 23 tháng 3, Hùng Dũng đã bị Ngô Hoàng Thịnh đạp rất mạnh vào chân trong trận gặp câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh vòng 5 V-League. Sau kết quả chụp phim tại bệnh viện, anh bị gãy hai xương cẳng chân, gồm 1/3 xương dưới chân chày và xương mác của chân phải. Với chấn thương dạng này, Hùng Dũng sẽ phải phẫu thuật đóng đinh nẹp vít, sử dụng dụng cụ kết hợp xương. Nếu thêm tổn thương cổ chân và đầu gối thì tình hình sẽ phức tạp hơn. Sau này khi phục hồi, hậu quả chấn thương có thể gây ra biến chứng như dễ bị cứng khớp, co rúm, khó bình phục nếu như vận động mạnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.